Đấy, hướng dẫn em làm cái đề giữa học kỳ 2, 2023, khoảng lớp 10, thời gian 90 phút của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Là nó dạy luôn hai cấp ha, thuộc hệ thống của Đại học Sư phạm Hà Nội. Tức là những giáo viên trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội này ra dạy cho cái trường này. Đó, trong những giờ mà người ta rảnh, người ta phân công ra dạy. Đề này có hai phần trắc nghiệm 3 điểm và tự luận là 7 điểm. Trắc nghiệm là 12 câu, tự luận là 4 câu. Chưa? Rồi, thì hướng dẫn mấy em làm ha. Đi vào phần trắc nghiệm trước. Nhưng là thầy chọn cái đề cũng khá là tốt nha. Nói chung là đề chuẩn đó. Khó đó, chứ không phải là dễ. Chứa luôn những câu dễ. Con là chọn cái đề đơn giản quá, mấy bạn học một buổi học mà mấy bạn không học được cái gì mới hết thì không hay. Mình phải học những cái gì mình có hay trong đó mình phải học. Cái gì mình dễ quá đọc đi gặp lại hoài, đừng đừng nên làm nhiều, không có tác dụng gì nữa. Rồi câu 1 nè, trong mặt phẳng OI cho hai điểm AB, trọng tâm G của tam giác OAB. O là gì? Không không. Chúng ta biết không? Thì nên nó là G là trọng tâm của tam giác OAB. Thì chúng ta dùng cái biểu thức trọng tâm. Được chưa? Đó là xg, xa, xb, còn xo, tô trước chứ, o, a, b thì cho 3, xo là 0, a là 4, là 1, là 5 phần 3, xg, xo, xa, xb thì cho 3. Không, vô cũng là không, hai cộng một trừ năm chia cho ba là bằng trừ một, đúng chưa? Rồi thì chúng ta suy ra g của mình tức là 5 phần 3 với trừ một. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án D, đúng không? Rồi. Đi vào câu 2. Trong các điểm sau, điểm nào nằm trên đường thẳng delta? Thì muốn biết nằm trên thì nếu mà nhìn vô hình này có điểm 1 3, nhưng mà trong bốn đáp án đâu có đâu. Thì buộc mấy bạn phải thay từng đáp án vô. À, thay tọa độ điểm D. À. Vào đường thẳng delta nha, ta được nó mà không thay vô là coi như là bạn không biết đường nào, nếu mà nó thuộc thì nó thỏa. X là 2 bằng 3, 1 cộng 2t, y là 2, 3 trừ t, đúng chưa? Rồi tương đương t ở đây là ở trên dãy là t bằng 1, ở dưới dãy ra t cũng bằng 1. Thỏa không? Thỏa. Cho nên suy ra A nhận. Còn mấy phi chắc chắn là loại đó. Bạn tự xử đi. Ha. Rồi, chọn đáp án A. Chứ giờ làm lâu lắm. Các bạn tự giải quyết cái đó thì thầy nha. Giống như học kỳ 1 thôi. Thay vô bắt phương trình. Bây giờ nó thay vô hệ phương trình. Được chưa? Rồi. Câu 3. Với KN là hai số nguyên dương tỉ thỏa mãn K bán bằng N. Bản đề là sau đây là đúng. Nãy mình học rồi. AN chụp K. Bản N giao thừa chia N trừ K giao thừa. Câu D nha. À, đây chúng ta coi lại cái công thức. Đây, AN chụp K. N giao thừa chia N trừ K giao thừa. Bây giờ. Đấy. Rồi, chúng ta chọn đáp án D. Còn không thuộc thì thua, bỏ tay, phải thuộc. Rồi câu 4, kết quả của phép tính này thì bây giờ chúng ta hiểu 5 dây thừa chúng ta bấm máy được B4, tức là 4 dây thừa, 5 dây thừa là 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5, B4 cũng là 4 dây thừa, đúng không? Theo công thức nè,
BN là N dư thừa. Đúng không? Đây nè. BN là N, nên N trừ 1, N trừ 2, N trừ 1 nè. Mà này chính là N dư thừa. Đọc là N dư thừa hay là dư thừa của N. Mà này bấm máy cho nó nhanh nha. Mấy ai mà ngồi đó mà tính tay. Rồi, 5 dư thừa. À, cái nút dư thừa là cái dấu chấm cảm á, bạn biết ha. Dấu chấm cảm trong cái máy này nó nằm ở, nói chung là lâu rồi tôi cũng không có dùng cái đó, để tôi coi lại nha. Rồi, 5 dây thừa, cái con nó nằm ở đâu, hơi nhỏ quá khó nhìn. Cái phím dây thừa, 5 dây thừa. Rồi, nằm ở đâu đây? Chờ thầy một tí xíu nha, để thầy coi coi. Sao cũng thấy cái phím dễ thừa nó ta. À, thấy rồi. Mắt thầy bị mờ rồi. À, 5 dễ thừa nè các bạn. 5 dễ thừa nằm dần dần đây mà thầy không thấy. Trừ 4 dễ thừa. Ít dùng. À. Thường không ai ghi tính này chứ. Nói chung là khi mình bấm máy đó là 96. Tại nó cho dễ gì bạn học không biết thì thôi, trong máy mình không có phím bấm B được nha, chỉ có C với A thôi. B là mình phải điều chỉnh gì dây thừa, 4 dây thừa mới bấm được, được chưa? Rồi, hoàn thành xong câu 5. Đây, câu 4 rồi, câu 5. Tổ 1 của lớp 10A2 có 12 học sinh, trong đó có bạn tên là Hoàng Anh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 4 bạn của tổ 1 đi trực an toàn giao thông, trong đó phải có bạn Hoàng Anh. Dễ quá rồi. Vậy bạn bạn muốn chọn ra 4 bạn đúng không? Thì số cách chọn ra ra bạn Hoàng Anh trước. Nè, đây là một cách. Bạn phải đi qua Tân Phú, Tân Bình tới quận nhất, đúng không? Rồi số cách bạn chọn ra 3 bạn còn lại. Tùy ý là giờ 12 đứa chọn ra Hoàng Anh thì còn có 11 đứa, mà 11 bạn này chọn ra 3 bạn, chọn thôi chứ không có ship nha, thì là C, được chưa? Tức là chúng ta dùng C, C11 trừ 3, đúng không? C11 mình chọn ra 3, sau đó mình dùng quy tắc nhân, đúng không? Vậy số cách chọn ra bốn bạn họ yêu cầu bài toán là 1 nhân C11 trừ 3, 1 nhân gì bằng chính nó, tại mình ghi số 1 cho người ta hiểu là mình đang dùng quy tắc nhân. Chưa có những bài nữa có số 2 thì mình phải ghi 2. Nhưng mà bấm máy thì phải bấm số 1, 11 đây, chọc 3 ra là 165 cách. Thì chúng ta chọn là A. À. Đó. Xong, câu 5. Bây giờ chúng ta đi vào câu 6. Trong một khoảng oxy cho hai vectơ tính này, cái này dễ quá rồi. Dùng giống như nhân phân phối vậy, 3 nhân cái cụm này, đúng không? Rồi trừ 2 nhân cho cái cụm này. À, đầu tiên là mình lấy đầu nhân đầu trước. À, nè, bỏ a nhân trừ 1 là trừ 3. A nhân 3 là 9. À, mình dùng dấu cộng đi ha. Để trừ 2 nhân vô đó. Trừ 2 nhân 5 là trừ 10. Rồi trừ 2 nhân cho trừ 7 là thành 14. Đó là mình lấy đầu cộng đầu. Nè. Trừ 3 trừ 10. Không, lấy đuôi cộng đuôi. Là bằng là trừ 13. Chứ 23. C. À. Đừng có học bấm máy gì trơn nha thầy cô dạy. À, nhập vô máy tính rồi bấm bấm rồi làm gì chi, bạn thằng lâu hơn bạn làm tay. Bây giờ cuộc thi bây giờ người ta khắc phục lại, không có dùng máy tính được đâu, dùng còn lâu hơn là không dùng. Đừng có mong mà dùng máy tính, bạn hiểu nha, là chúng ta phải tự lực cánh sinh làm bằng. Cho nên cuộc thi sinh giỏi thi quốc gia nó đâu có cho dùng máy tính đâu, tính tay hết.
trong một phản ODE cho tam giác ABC có điểm A đường cao BHCK lần lượt có phương trình đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Cái bài này cũng bình thường thôi. Nhưng mà bạn không vẽ hình ra thì hơi bị khó. Nhìn đây. Chưa? Tam giác ABC đúng không? Vẽ này, vẽ thì thầy vẽ lâu, tại vì thầy vẽ trên cái máy tính. Ông em với giá em vẽ sạc cái là ra liền đúng không? Chưa được 1 phút. À, 4 trừ 2 trong 90 phút mà chưa được 1 phút thì cũng không chiếm thời gian là bao nhiêu ha. Ý nhẩm không có được đâu nhỉ mấy bạn. Đường cao BH và CK. Vậy là mình hiểu nè. B nằm đây. Chưa biết B. Đúng không? C nằm đây. Đường cao BH. Rồi mình sẽ vẽ cái đường cao nó. Cái này thì nhìn gì nó cũng không đẹp lắm. Thì mình kéo cao lên tí cho nó dễ nhìn. CK. Đúng rồi ha. Rồi. Cái đường. Mình kéo về dài lên tí xíu. Để hồi mình dùng cho nó đẹp thôi. Tại vì khi mình nữa thì giải mấy cái đề sinh giỏi cho mấy em á thì mấy em sẽ thấy mấy cái bài này xuất hiện nhiều lắm. Là trong cái đề sinh giỏi á, là mình sẽ gặp mấy cái dạng toán này rất là nhiều. Tức là những bài tập họ phải tư duy phân tích ra dùng kiến thức cấp 2 rồi kết hợp rất là nhiều mới ra được. Để cho cái bộ não mình nó phát triển cách toàn diện. Còn mấy bạn làm cái đề học kỳ thì cho lâu lâu xẹt mấy cái đề chuyên thì cho thôi. Thì bạn sẽ ít gặp. Nhưng mà khi mấy bạn là gặp đề sinh giỏi rồi thì các bạn thấy cái đề học kỳ này nó dễ lắm. Nhưng mà để làm được cái đó thì mấy bạn phải giải qua học kỳ 2. Ít nhất là 10 đề học kỳ 2 thì thầy mới dám xen vô đề sinh giỏi. Lúc đó kiến thức của chúng ta có tương đối là tốt nha. Thì chúng ta mới dám giải mấy cái đề khó xin giỏi, chứ còn mình bây giờ mình chưa biết gì trơn đưa vô xin giỏi cái gì cũng lạ trơn thôi thua luôn. Tức là ít ra trong cái đề đó thì bạn cũng phải có được 40% và 30% kiến thức bạn đã biết đúng không, rồi còn lại thì phải bổ sung từ từ. Còn bây giờ nhìn vô cái gì cũng mới trơn chết luôn. À, nó kêu tính phương trình đường cao kẻ từ A. Dễ rồi. Tức là bạn phải tìm ra cái giao điểm đó trước nè. Thí dụ là thể đường cao kẻ từ A đúng không? Thì cái giao điểm ngay chỗ này bạn không tìm ra là thua rồi đó. Tức là tìm giao điểm của hai đường thẳng này. Lập cái hệ ra. Rồi cái đường cao thứ ba là dùng trực tâm đó được không? Nó đi qua trực tâm. Đó là y chang kiến thức của lớp 7. Nhưng mà bạn không không hiểu kiến thức lớp 7 thì cũng đâu làm được bài này. Chưa? Nó cho H với K rồi trực tâm mà đặt cái tên khác đi là Y chẳng hạn, được chưa? Thì đường đường cao thứ ba là AI. Dễ không? Nhưng mà nó không khó nha. Nó còn đòi hỏi phải có cái kiến thức cấp 2 nắm cho vững. Sau này mấy cái đề học sinh giỏi nó cũng vậy thôi, nó cũng không khó. Nhưng mà nó cái đều là nó lạ thôi. Là mình chưa có gặp là mình không có xử lý nó dễ dàng. Và mình gọi nè. Và y là trực tâm của tam giác ABC. À. Thì suy ra y là giao điểm của hai đường cao. Hai đường cao BH và CK. Đang suy ra tọa độ điểm y thỏa. Tức là mình hiểu ha, tức là sau này giao điểm của hai đường thẳng á, mình phải đưa cái dạng tổng quát mới được nha, còn dạng tham số là cái cách là làm không có được, mà phải chuyển như tổng quát, từ tham số chuyển như tổng quát cũng được nha, hoặc là từ chính tắc. Chứ còn mà mấy bạn để tham số là bạn giải không được, đó, bạn nhập vô cái hệ được chưa? Rồi bạn chuyển qua và mới bấm máy. À, mình chuyển đây là trừ 4 chuyển qua hành là 4, trừ 3 chuyển qua hành là 3, rồi bấm máy tính ra xy mod
9 1 2 2 bằng 1 bằng 4 bằng 1 bằng trừ 1 bằng 3 bằng ra 7 phần 3 với trừ 2 phần 3 7 phần 3 với trừ 2 phần 3 đó ra lẻ nha. Gậy đi không sao bình thường. Rồi sau đó mình nói là cái đường thẳng nha. Đường thẳng A, đường thẳng AI tức là đường cao thứ ba nè. Vậy là Y là trực tâm đúng không? Y là trực tâm, là trực tâm tam giác ABC, cho nên thì là AI là đường cao, tính chất của trực tâm được chưa, là đường thẳng AI nha, có vector chỉ phương chứ, hiểu không? Cái vector chỉ phương là mình sẽ lấy cái vector u AI, mình chọn thành vector AI luôn, lấy y trừ a là lấy 7 phần 3 trừ 4 á, làm từ từ đó, trừ 2 phần 3 mình trừ cho gì, trừ cho trừ 2 cộng 2 đúng không, rồi 7 trừ cho 12 là trừ 5 phần 3, phần này là 6 trừ 2 là 4 phần 3, người thông minh ta đem số 3 ra ngoài, 1 phần 3 ra ngoài, còn là trừ 5 chữ 4 đúng không, cho nên nãy mình thấy hay không, tức là bạn sẽ đặt 2 u à, mình dùng cái vector u được chưa, u à, AI mình chỉ lấy cái ruột nó thôi, là mấy bạn sẽ lấy gì, trừ 5 với 4 thôi. À, rồi mình đổi về vector pháp tuyến nha. Thì là đường thẳng AI có vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến thì mình đổi tọa độ là thêm một dấu trừ. Cái này biết rồi ha. Tức là hành là 4 với trừ 5 mình để thành 4 với 5 thôi. Tức là thay vì 4 với 5 thêm dấu trừ, thêm vô dấu trừ 5 luôn. Thành 4 với 5 là đẹp. Được không? Vì đường thẳng AD có phương trình tổng quát nè, tức là phương trình tổng quát có dạng nè là AI 4x cộng 5y cộng c không, mình lấy cái điểm A thuộc vô đường thẳng AI là xong, điểm A của mình là 4 với gì trừ 2 giờ dễ không, cũng không có gì khó khăn đúng không, cái trường này cho đề giỏi đấy nha, đề hay đó, đề khó đó, chung là thầy đã lọc ra hết rồi, thầy nhìn qua cái đề là thầy biết cái đề đó chất lượng hay không, thầy cho mấy em làm, mai là mình sẽ làm trường chuyên nha, một tuần là thầy chỉ cho giải một trường chuyên thôi, một một đề thôi. Rồi ở đây là 16 nè, 16 mình trừ cho 10 là 6, vì c nó bằng là trừ 6, chuyển qua rồi giờ mình sẽ suy ra AI ha, là 4x cộng 5y trừ 6 bằng 0, và mình sẽ chọn 4x cộng 5y trừ 6 bằng 0 là đáp án B. Đó. Hiểu ha. Rồi chúng ta đi vào câu 8. Bạn An vào một cửa hàng tạp hóa để mua một chiếc bút bi. Cô chủ cửa hàng cho biết cửa hàng chỉ còn 6 bút bi mực đỏ, 8 bút bi mực xanh, 3 bút bi mực đen. Rồi hỏi An có bao nhiêu cách chọn để mua một chiếc bút. Dễ quá. Đúng không? À, bạn An giờ mua một chiếc bút bi mà không có nói màu. Đúng chưa? À, bài này thì quá dễ rồi, thì mình chọn cái nào cũng được, dùng quy tắc cộng thôi. Ví dụ có 6 con đường đi tới Gò Mây, 7 con đường đi đến Gò Mây nữa, hoặc là 3 con đường mòn đi đến Gò Mây thì cộng lại. Nói gì cho dễ hiểu đi ha. À, thì số cách chọn để mua một chiếc bút là không? 6 cộng 7 cộng 3 là bằng 16. Bài này siêu dễ. Được chưa? Rồi, câu
B, nhưng mà không phải ai cũng biết làm. Bài này mà dùng quy tắc nhân cho nó ra đáp án khác liền. Nè, không tin bạn lấy thử coi. Nhiều đứa không biết là nó làm nó không hiểu được cái bản chất của toán học à. Nó không biết cái cách để quy về cái chung, là thầy dùng cái đó là thầy làm hoài trong mỗi bài sau này luôn, là mấy bạn sẽ thấy rất là dễ hiểu. Đó, nhiều đứa nó nghĩ là bài này gian nhân, nó dùng nó nhớ cộng nguyên nhân làm bậy bạ, nó chọn nó xe lên đường luôn. Tức là cái gì mà mình thỏa mãn được thì là mình dùng cộng. Bây giờ thí dụ mình thích màu đỏ thì cũng thỏa mãn, hoặc là thích màu xanh, màu đen gì nên thì có bao nhiêu con đường đi đến cầu may thôi, chứ nó không hỏi được quận nhất đâu. Đúng không? Rồi, nói gì cho bạn dễ hiểu. Trong một phẳng OXY cho hai điểm AB và đường thẳng delta. Loại C là điểm nằm trên delta, sao cho tam giác ABC vuông tại A. ABC vuông tại A thì dễ quá. Cái bài này thì vẽ cái hình ra để cho thấy thôi. Làm cho bạn em là thấy là một cách là trọn vẹn nhất ha, tốt nhất có thể đó, để cho mấy bạn đi thi gặp cái gì cũng không sợ. Trong này là chủ yếu là mình thi đại học nè, a nè, mình hiểu được cái bản chất đi rồi từ từ mình sẽ rèn luyện tốc độ sao, hiểu chưa? Từ từ mình sẽ rèn luyện tốc độ sao. Cái ban đầu thì mình nên rèn luyện cái gì, mình ban đầu mình nên rèn luyện cái kỹ năng trước. Khi mà mình có được cái kỹ năng rồi thì mình từ từ mình sẽ rèn luyện cái tốc độ nha. Tức là mình có được cái kỹ năng mình nó đầy đủ rồi, cái tốc độ mình sẽ đi theo từ từ, mình hiểu không? Và bạn phải biết hết những cái kiến thức của nó rồi từ từ tốc độ tự nhiên nó nhanh đi theo rồi. Đúng không? Như ai chỉ bạn một cái gì đó, ta phải chỉ bạn hết những cái mánh khóe trong đó, thì bạn từ từ bạn rèn luyện thì nó thành cái tốc độ. Như mình bằng con cá cũng vậy đúng không, thấy rằng đầu bếp nó làm nhanh vậy, đầu tiên nó cũng phải học chậm chậm từ từ, nó biết hết cái căn bản rồi nó làm nhanh, phải tự nhiên đột được cái là nhanh được nha. Rồi C nó thuộc delta, delta của mình nó cho rất là rõ ràng, x trừ y cộng 2 bằng 0. Đó, vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái gì để giải bài này, thì cái mục tiêu của mình là tìm điểm C, thì mình phải khai thác được hai thành phần của C là hoành với tung. Thì giờ khai thác hoành với tung, hoành là đầu tiên nó C nè, nó thuộc vô delta là còn một ẵng. Rồi sau đó mình dùng thêm vuông góc nè, AB vuông AC giải ra nhân lại bằng không, hai vectơ nhân lại bằng không là hai ẵng bằng không. Tức là mình có hai phương trình để mình giải ra nha. Ở đây giờ đầu tiên mình gọi là C trước này, là XC, IC. À, thì chúng ta có nè, C thuộc vô delta đúng không, để suy ra được là XC thay bằng X, IC thay bằng Y. À, mình để ra một phương trình được không, mình trừ hai để đó họ bấm máy đó. Có nhiều làm phương pháp thế cũng được, bấm cho nó nhanh. Nếu mà không có bậc hai, bậc nhất hết là bấm luôn. Thì chúng ta dùng vuông góc nha, là AB chúng ta tính ra trước. Ta có vectơ AC với AB. Dùng AC với AB, lấy AC chứ AB chứ cũng được, AB trước đi. Và lấy B trừ A, tức là 5 trừ 2 là ra 3, 1 trừ 2 là ra trừ 1. Chưa? Rồi, tiếp theo tới AC. Lấy C trừ cho A, tức là XC trừ cho 2, IC trừ cho 2. Thì ta có là gì? Tam giác ABC cho vuông tại đâu? À, vuông tại A. Thì suy ra AB sẽ vuông với AC. Thì hai cạnh nó vuông với nhau, thì chúng ta sẽ suy ra hai vectơ nó sẽ vuông với nhau, tức là anh hiểu không? Hai vectơ nhân nhau bằng không. Rồi, bằng không. Thì tương đương. Các bạn có thể dùng tương đương hết này cũng được. Đúng, được không? Hay dùng si ga. Này, từ cái có dấu bằng không mà hãy dùng tương đương.
phương trình nó dùng tương đương. Còn mấy cái này là cái tên cái nó dùng tương đương thì nó cũng không sai, nhưng mà nó thầy thì không thích là dùng tương đương. Rồi lấy 3, đầu nhân đầu là 3 nhân xc trừ 2 là trừ 1 nhân cho gì? Xc trừ 2. À, mình nhân vô 3xc trừ ic, chuyển qua luôn cho nhanh nha, trừ 6 cộng 2, trừ 6 cộng 2 là trừ 4, trừ 4 chuyển qua hành là 4. Rồi vậy từ 1 và 2 mình có hệ phương trình. Mai thì chúng ta giải một đề trường chuyên với một đề của thành phố tự luận cho nó nhanh, chứ còn nếu mà giải hai cái đề khó là không có đủ giờ, như làm tới 6 giờ luôn. Cho nên thầy sẽ giải cho mấy em những cái đề cân đối nha. Nói chung là đề này chắc là làm thầy nghĩ chắc cũng khoảng 5 giờ mới xong á. Theo như mình học là tới 4 giờ rưỡi rồi đúng không? Trễ tí cũng sao. Mod 9 22, đây sẽ là mod 9 12 1 3 trừ 1 bằng trừ 2 bằng 3 bằng trừ 1 bằng 4 bằng 3 với 5. Rồi vậy mình sẽ ra điểm C là 3 5 ha. Rồi là xong. À, chúng ta chọn đáp án là gì? C 3 5 luôn. Chúng ta đi vào câu 10. Nam muốn qua nhà Lan để rủ Lan tới trường. Biết rằng từ nhà Nam đến nhà Lan có 4 con đường. Từ nhà Lan đến trường có 7 con đường. Hỏi Nam có bao nhiêu cách chọn đi từ nhà đến trường qua Lan. Dễ không? Vậy các bạn thấy giống như đi quận nhất không? Chỉ số cách chọn. Nha. Chọn là thỏa mãn nha, thỏa yêu cầu về đó, thỏa ghi là mới đó mệt. Thì để thằng Nam đi đến trường thì Nam phải đi qua nhà Lan là có 4 đường, giống như Gò Mây đi tới Long Phú vậy đó, hiểu không? Ví dụ gì? Rồi sau đó đến quận nhất là 7 đúng không, nhân lại là 28 nha. Có bao nhiêu cách chọn? 28 cách chọn. Rồi chúng ta chọn đáp án D, dễ không? Rồi chúng ta đi vào câu số 11. Giá trị của tổng này là bao nhiêu? Nhiều bạn bây giờ không biết làm cái này. Thì mình sẽ học trong cái công thức của mình nè. Là A cộng B mũ 4, A cộng B mũ 5. Đúng chưa? À, chúng ta sẽ không, trong cái tài liệu của mình á, nó không có giới thiệu mũ 6. Đúng không? Nó không có giới thiệu mũ 6, rồi làm sao làm? Được. Không có mũ 6 đúng không? Thì bây giờ á mình hiểu nè. Cái bản chất của cái bài toán này á là bạn có hai cách làm. Một là bạn sẽ làm theo biểu nhiệm thức Newton. Còn hai là bạn sẽ làm theo phương pháp là tính từng cái ra. Đó. Như vậy nó có cái công thức tính nha, tại vì trong cái trường hợp này nó không có ghi ra cái sách này, nó không có ghi. Bạn hiểu không? Những cái trường chuyên nó cho luôn công thức để ghi cho tổng quát luôn. Thầy cho công thức luôn nè, để bạn ghi. Tức là đây là cái chương trình mới bây giờ nó không có dùng công thức tổng quát. Đúng không? Nó dùng tới 4 đến 5 thôi. À, cho công thức tổng quát luôn nè. Cái này là những cái trường, nói chung là học nâng cao là sẽ có, thì học sinh giỏi có hết. Được chưa? A nè cộng B mũ N là CN chập không. Cái này là bổ sung thêm nha. A mũ N, B mũ không, CN chập 1, A mũ N trừ 1, B, C, N chập 2, A mũ N trừ 2, B bình, C, N chập 3, A mũ N trừ 3, B mũ 3, cộng vân vân, CN chập N trừ 1, A, B mũ N trừ 1. Chương trình cũ hồi xưa là có, mà chương trình mới giờ nó bỏ. Hay tử cái đó. Cái bài này nếu mình dùng máy tính mình nhấn đúng không? Cực kỳ lâu, nhấn 6 cái
mấy cái rồi, chỉ cho cái cách làm ta có ha. Đó, mình dùng là A không, cộng B mũ 6 thôi. Đó, C C6 chọc không đó, A mũ 6 đó, C6 chọc 1, A mũ 5, B C6 chọc 2. À, thôi tới đây được rồi, chấm chấm đây. À, C6 chọc 6. À, B mũ 6. Cái mình sẽ chọn. Mình chọn A bằng B bằng 1 luôn. Ta được. Hay vô đó. Là 1 cộng 1 mũ 6. Thì khi A bằng B bằng 1 thì nó chỉ còn là cái cụm này thôi. Hiểu không? Đó, vậy là xong. Thì mình sẽ suy ra được đó là bằng 2 mũ 6. Nha, tức là đây ghi ngược đây cũng được. Đó bằng 1 cộng 1 á. 6 là 2 mũ 6. 2 mũ 6 mình bấm máy ra. Còn không mình bấm từ từ cái cũng được luôn. Tùy mình, ví dụ cho tới mũ 100 sao bấm. 104. Nha. Rồi, cho tới mũ 100 là thua luôn. B. À, là chúng ta hoàn thành câu này ha. Ta đi vào câu 12. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm này nó cho dàn đáp án là tổng quát thì dễ rồi, thì viết phương trình tổng quát thôi. Thì cái này đầu tiên viết phương trình tham số trước, sau đó tìm vectơ pháp tuyến rồi. À, tìm vectơ chỉ phương nó trước đúng không? À, đường thẳng AB có vectơ chỉ phương, bài này khỏi vẽ hình nha, tại vì nó dễ quá. Là U. U AB nó bằng vectơ AB luôn. Đúng không? Mình chọn vectơ AB, lấy B trừ cho A. XB trừ cho A, trừ 6 trừ cho trừ 2 cộng 2 là còn là trừ 4. 1 trừ 4 là trừ 3. Đó, suy ra cái đường thẳng AB có vectơ pháp tuyến. N, đúng không? N. Thì mình sẽ đổi cái tọa độ nó lại, thêm vô một dấu trừ, tức là đổi là trừ 3 với trừ 4 đúng không, và thêm vô dấu trừ thì thêm phía trước nó đẹp, trừ trừ cộng. Để mình suy ra phương trình tổng quát AB có dạng là 3x trừ 4y cộng C. Rồi mình lấy điểm A hay điểm B mình thay vô đều đúng hết, lấy A đi ha. A đó là sẽ thuộc vô đường thẳng AB. Suy ra là x thay vô bằng là trừ 2, 3 nhân cho trừ 2, trừ cho 4 nhân cho 4 cộng C. Rồi đây là trừ 6 với trừ 16 là trừ 22, chuyển qua thành 22 thì mình suy ra AB là bằng 3x trừ 4y cộng 22 bằng 0. Rồi, thì chúng ta chọn đáp án là C nha. C. Rồi, dễ dàng quá, đúng không? Chúng ta đi vào bài 13. Ồ, cũng còn khá dài. Có thể là, rồi, làm từ từ nha. Cho này tới 4 câu chúng ta. À. Rồi S là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 7. Đó 7 là gồm số tự nhiên nào 0 đến 6 rồi. Từ các phần tử của S có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số là một khác nhau. Chúng ta có S. S sẽ bằng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau thì mình dễ rồi, mình sẽ gọi số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau là cái gì biết rồi ha, A B C D E là số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau lập từ các số của tập hợp S. Rồi ở đây bạn học bạn khác nhau thôi, bạn phải chọn A trước, A là nó khác không cho nên nó chỉ được chọn, hiểu không, nó chỉ được chọn 1 đến 6 thôi.
Thí dụ chọn số 5 đi. Đúng không? Nhưng mà từ 1 đến 6 là có mấy số? 6 số. Số cách chọn A là 6. Rồi sau đó mình sẽ B, C, D, E là mình học được cái chơi chọn từ từ lâu lắm. Bạn chơi chiêu nè. N người chọn ra K người sắp vô K chỗ. Hiểu không? Bây giờ các số còn lại là số 0 bình thường nha. Ở đây có 2, 4, 6 số. Bỏ số 5 ra còn 6 số đúng không? 6 số chọn ra 4 số sắp vô 4 chỗ. Đó. Vì người thông minh ta sẽ làm cách đó cho nó nhanh. Còn không bạn chọn BCD nhân lại cũng ra nó hết nè. Số cách chọn nè. B, C, D, E là chọn chung luôn á, hiểu không? Nè. Số cách chọn á. B, C, D, E là mình sẽ sao? Sẽ lấy là mấy số đây, 2, 4, 6 số, chọn ra 4 số sắp vào 4 chỗ là dùng chữ A, nhớ không? A nha, đó, chỉnh hợp, A, 6, 4, đó. Còn không mấy bạn chọn từ từ cũng ra hết, bạn không tin cứ làm đi. Tức là nếu mà bạn chọn B đúng không, có mấy cái chọn đây, có 6, rồi chọn C là có 5, chọn D là có 4, chọn E là có 3, nhân lại hết cũng ra y chang. Vậy sau này mình sẽ làm những cái cách này là phải làm gì nó mới nhanh nha. Vậy có tất cả là lấy 6 nhân A 6 chấp 4. Bằng bao nhiêu số ha? Mình bấm máy nè. 6 nhân A 6 chấp 4 là bằng 2160. À, còn không tin nè, bạn thử lấy máy bấm nè, ban đầu là 6 đúng không? Cái B mình á là nó sẽ còn là 6 số luôn, nó lấy được số 0. Cái C mình là 5. Cái D mình là 4. Cái E mình nó là 3. Bấm ra đi, cũng bằng 2160. Được chưa? Nhưng mà cái cách này là ta sử dụng nhiều nè. Tức người ta không đi cái con đường cơ bản đâu. Nhưng mà mới lúc học thì giáo viên dạy cho mấy bạn những cái cơ bản là gì? Mà khi mình thành thạo là mình sẽ dùng cái nào nhanh nhất là hiểu ha. Rồi làm cái lớp cũng không sai nhưng mà người ta đánh giá bạn không cao, cái bài làm của bạn là không được đánh giá cao bằng cái bài mà người ta sử dụng cái công thức A, hiểu ha. Rồi đi vào bài số 11, bài B chứ, là một hộp bánh tết có 5 bánh nhân thập cẩm, 3 bánh nhân đậu xanh. Một hộp bánh tết có 5 cái bánh. Rồi, nói chung là cái hộp này có 8 cái bánh. 5 bánh là thập cẩm, 3 loại bánh là đậu xanh. Rồi, chú bộ đội muốn lấy bánh để phát tặng cho các em thiếu nhi. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 bánh? Có bao nhiêu cách lấy ra 3 bánh? Sao cho trong đó có ít nhất là một bánh đậu xanh? Vì bài này mình phải xét gì? Trường hợp, ví dụ có bao nhiêu con đường đi đến Gò Mây, ví dụ vậy ha. Thì mình hiểu là ít nhất là một bánh đậu xanh thì bắt buộc phải có bánh đậu xanh trong đó, hiểu chưa? Còn còn bánh thập cẩm có không, có không cần quan trọng ha. Bắt buộc phải có đậu xanh. Rồi thí dụ giờ là một bánh đậu xanh thì buộc là cái kia phải là hai bánh thập cẩm, đúng không? Còn không là hai bánh đậu xanh thì là một bánh thập cẩm, còn ba bánh đậu xanh là không bánh thập cẩm. Thì trong mỗi trường hợp nó đều là có những cái con đường để đến Gò Mây hoàn thành ha. Thì mình cộng nó lại, thí dụ vậy đúng không? Tức là mình xét cái trường hợp một, số cách chọn ha, một bánh đậu xanh và hai bánh thập cẩm là thôi mình ghi ngang đi khỏi cái trường hợp một cũng được, thôi mình cộng lại luôn, là nói gì hiểu ha, trường hợp để cho bạn hiểu thôi, khỏi ghi cái trường hợp cũng được. Một bánh đậu xanh đâu, nhưng mà trong này dùng quy tắc nhân nè, có ba bánh đậu xanh, chọn ra một bánh đậu xanh giống như n người chọn ra k người nha, là cn chụp k. Cái này là ba bánh chọn ra một bánh là c3 chụp một, đó chưa? Rồi tiếp theo là thập cẩm, năm thập cẩm chọn ra hai thập cẩm, đó là c5 chụp hai. Đấy. Đúng ha. Rồi để đó hồi bấm lượt luôn. Rồi tiếp theo số cách chọn ra hai bánh đậu xanh, một bánh thập cẩm thì là C3 trực 2, C5 trực 1. Rồi số cách chọn ra ba bánh đậu xanh thôi.
không thập cẩm nha, là ba bánh đậu xanh đúng không, thì có ba chia ba chập ba, có người ghi là bằng một cũng được luôn, tại vì ba cái bánh đậu xanh chọn ra ba thì chỉ có một cách thôi cũng được, bởi vì cái đó nó cũng bằng một, cho ba chập ba cũng bằng một. Vậy số cách chọn là cộng lại ba cái này ha. Đó, đây là một con đường đi đến Cầu Mây, đây cũng là một con đường, thật ra là nhiều con đường nhưng mà mình cộng đó, hiểu không, hiểu là hiểu như vậy đó. Đây rồi mình nhân lại, đây C3 chập 1 nhân C5 chập 2 cộng C3 chập 2 nhân C5 chập 1 cộng C3 chập 3 rồi bằng 46. Đúng không? Đã hoàn thành xong câu B. Rồi, chúng ta đi vào câu C. Từ các số 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau? Rồi, 6 chữ số khác nhau. Và trong mỗi số đó tổng 3 chữ số cuối lớn hơn tổng 3 chữ số đầu 3 đơn vị. Khác nhau, đây có 6 chữ số là khác nhau đúng rồi. Đúng không? 6 chữ số khác nhau là phải chọn hết này, mà tổng 3 chữ số cuối lớn hơn tổng 3 chữ số đầu 3 đơn vị. À, như vậy bài này cũng khá hay nha. Thì ta có tổng nè. Tổng các chữ số. Cuối và đầu. Và mình cộng với giải là 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7. 27. Thì mình giải cái hệ này ra nè. Thì mình gọi x y ha. X y lần lượt là tổng 3 chữ số đầu và ba chữ số cuối. Theo đề bài ta có hệ phương trình. Tại vì chắc chắn 6 chữ số khác nhau là phải lấy hết đúng 6 chữ số đó. Đây là làm phương pháp tổng quát đó. Như bạn hiểu đó. Là x cộng y. Những bài học sinh giỏi nó cho 8 chữ số luôn mới hay. Rồi sau đó sao làm thì mình gặp học sinh giỏi để mình biết. Bài này nó hiền, nó cho gì dễ đó. Nha. Tại vì tổng 3 chữ số cuối 3 chữ số đầu á, là nó phải bằng 27 đúng không? Tại vì nó buộc nó lấy hết nè. Nhưng mà nó nói là 3 chữ số cuối lớn hơn tổng 3 chữ số đầu, tức là y chữ x bằng 3. Đúng không? Bài này mình để ngược lại nha. Thôi khơi, bấm là con hồ sai hết bài đó. Là trừ x cộng y bằng 3. Rồi mình mới bấm ra được. Đúng không? Bấm lộn cái ẩn là đặt không đúng vị trí là coi như sai hết. Rồi. 1. 1. 27. Đúng không? Trừ 1. 1. 3. Ra 12 với 15. Đó. X bằng 12. Y bằng 15. X là 12. Đó. Cho nên mình suy ra. X sẽ thuộc vô các cái bộ nào mà tổng nó là 12. Và ở đây bà không lọc ra được tổng là 12 là thua nè. 2 nè, sẽ ghép từ từ nè. 2 với 3 trước nha, là 5 với 7 được. 2, 3, 2, 3, 7. Thứ nhất, đúng không? Cái này mình sẽ để cho một cái ngoặc nhọn nữa. X sẽ thuộc, ghi gì đi cho nó dễ ha. Thuộc các cái bộ. 5, 3, 7. Rồi tiếp theo là 2, 3 là tới 24, được không? 24 thì 24, 6, đủ 12. Đúng không? Bài này khó nha. Tới 24, 24, 25 thì 25, 7, 7. 25, 23 được nè, 24,
24 là 246 được rồi, 25 để 12 là 255 không được, trùng 26, 26 thì phải 264. 264. 264 có rồi, 246 đó. Rồi, 27 thì không được ha, quay lại rồi tới tiếp theo nè. 2 tới 34, 34 thì 345 được. 345. Không, rồi 346 không được, 347 không được. Đúng không? À, 4, 5, 6 nó lớn 12 rồi. Không được rồi. Thôi, nói chung là hết rồi. Không được rồi. Có nhiêu đó thôi. Và Y. Y thì ngược lại. Vô các bộ. Loại trừ, ví dụ 2, 2, 3, 7 đúng không? Thì mình lấy những cái bộ ngược lại đó nè. 2, 3, 7 thì đây là 4, 5, 6 là 15 đó. Rồi 2, 4, 6 thì mình lấy ngược nó lại. 2, 4, 6 thì 3, 5, 7. Chưa? Rồi, cuối cùng là 3, 4, 5 thì mình sẽ lấy là 2, 6, 7 là 15 đó. Rồi, đó. Thì ở đây, nó kêu mình lập là số có 6 tỷ số khác nhau. Thì mình sẽ gọi nha. Gọi ABCD đi. À, có nhiều người ta gọi là ABC, DEF đi. Rồi. Là số tự nhiên à, có 6 chỉ số khác nhau, cần tìm đi, nó cho phép mình ghi chỉ cần tìm à. Số tự nhiên, những cái số tự nhiên thỏa mãn được cần ghi, cái đó là nó mệt, bạn khỏi ghi cũng được, ghi thật chương trình cũ mà nó ghi cần tìm cho nhanh, còn bạn thích thì bạn ghi giống như yêu cầu của nó vậy, nó lâu quá được phép ghi vậy nha. Rồi thì bây giờ mình hiểu là số cách chọn ABC được chưa, là 3 đúng không, 3. Rồi hiểu nha, bạn không hiểu là bài này thua là mệt lắm đó nha. Nè, số cách chọn ABC được chưa, ok, ABC là mình hiểu đây nè, đây là có 3 bộ mình chỉ được chọn một bộ thôi, hiểu này không em? Đây, hiểu không? Tức là đầu tiên ba bộ này đúng không, bạn có ba cách chọn đó là ba, ví dụ bạn chọn bộ này, ví dụ thôi nha, thì sau đó bạn có được ba con số này, bạn sẽ nhét vô ba vị trí này được không, chọn một bộ ra bạn nhét vô ba chỗ nó mới hoàn thành được cái công việc là chọn ABC đó nha. Là n người sắp vô n chỗ, nhớ không, là ba dây thừa, tức là bạn phải thông qua nhiều giai đoạn một phải dùng quy tắc nhân đó, hiểu này ha. Rồi số cách chọn C được. Rồi sau đó bạn mới chọn là số cách chọn D E F, là ví dụ bạn chọn bộ này là thì cái bộ sau bạn tuyệt đối là phải được, phải chọn bộ giữa này, tại vì nó mới lớn hơn này, nó mới lớn hơn này được 15, anh sẽ nói nó mới lớn hơn này là ba đơn vị tổng lớn bằng vị trí, bạn chọn bộ khác là không thỏa đó, cho nên nó chỉ có một cách chọn thôi, được chưa, tức là số cách chọn bộ thứ hai là một, nhưng mà bạn sẽ sắp vô ba chỗ là DF, và ba số này nè, 357 sắp vô ba chỗ là cũng ba dây thừa đó, ví dụ bạn hiểu không, tức là bạn muốn hoàn thành cái số này là đi tới quận nhất nè đúng không, thì bạn phải dùng quy tắc nhân lấy hai này nhân lại tiếp nữa. Vậy các số cần tìm là số các số cần tìm là 3 nhân 3 dây thừa nhân 1 nhân 3 dây thừa. À, làm như vậy mới chuẩn. Hiểu không? Rồi, mình tính ra nè. 3. 3 nhân 3 dây thừa. Nhân 1 phải nhân đi, nhân 3 dây thừa tiếp. 1 bằng chúng đó, bằng 108. 108 số. Rồi, sao? Thấy khó không? Không dễ đúng không? Khó đấy. Cho nên giáo viên nào mà nói cái này dễ là mình phải suy nghĩ lại coi thầy đang đúc không, thầy nói rồi ngay từ đầu thầy nói này là khó, khi mà nó cho khó là không phải dễ ăn nó đâu nha, hình học gì chứ bạn thấy nó dễ chịu, bạn có cách để tìm ra được, nó không có quy luật, nó không có nhiều nha, nó không có nhiều quy luật, còn cái này nó rất là nhiều quy luật, mình không nhớ hết những quy luật của nó, mà gặp mấy bài lạ lạ là bạn nghĩ chắc luôn, như câu C này là khó, câu D này còn khó hơn nữa này, bạn nhìn đi.
cho kiểu này là học sinh là gặp thôi là out liền. À, rồi xem. Nhân dịp đầu năm mới Quý Mão. Năm mới Quý Mão là năm rồi đó. Năm nay là năm Thìn. À, hai bạn An và Bình rút thẻ lấy may may mắn á. Rồi trong ống đựng thẻ có 2023 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 2023. Tức là 1 2 3 4 2020 2021 đi. 22 23 đó là trong một cái ống thẻ đó. Đây này là trong cái ống thẻ nó có số ha. Các số á. Ống thẻ. Rồi, hai hỏi có bao nhiêu khả năng để hai bạn rút được mỗi người một tấm thẻ tổng hai số ghi trên nhỏ lên. À, trong ống thẻ có 2.000 rồi hỏi có bao nhiêu khả năng được chưa để hai bạn An và Bình rút được mỗi người một tấm thẻ mà tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ đó nhỏ hơn 2021. Tức là ở đây rút ra cộng lại, tức là không có bỏ vô, mình hiểu không? Tức là mình hiểu cái bài này là An rút một thẻ, Bình rút một thẻ luôn, cùng rút, chứ không phải là An rút rồi cái đem ra ghi lại cái số đó rồi tôi bỏ vô cho Bình rút lại. Tức là hai cái này phải khác nhau, hai cái thẻ này buộc phải khác nhau, không có trùng nhau được. Nó nói gì bạn hiểu trùng nhau là cũng sai luôn. Tức là hai đứa cùng rút một lúc, chứ không phải là rút rồi bỏ vô cho thằng khác rút ha. An rút trước hoặc là Bình rút trước bỏ vô không có. Mình hiểu là như vậy là rút ra khác nhau. Thì tổng nó nhỏ hơn 2021. Thì cái bài này mình không hiểu là cũng thua luôn. Nói chung là nó hơi phức tạp các bạn. Cái này là nó xưa nó nằm trong đề là siêu học sinh giỏi. Nó mới tồn tại những cái câu như thế này. Là những đề thi học kỳ thường không bao giờ ra. À, tôi nói thiệt cả cả Trần Phú cũng chưa dám ra mấy câu này. Trường chuyên thôi. Những trường hiền đồ thì quả may thì cũng chưa chưa chắc là ra nữa. Tại vì trường này giỏi đó nha. À. Thì các bạn hiểu nè. Tức là cái số nhỏ nhất của mình á, khi hai thẻ rút ra có phải là một với hai không? À, khi hai đứa rút ra một với hai là nhỏ nhất, còn cái số lớn nhất mình phải là ngày không? Còn những số còn lại thì không, nó nằm giữa giữa. À, tức là tổng nè, tổng ha, hai thẻ, à, tổng hai số ghi trên hai thẻ nhỏ nhất, hai thẻ nhỏ nhất là phải lấy một cộng hai không là bằng ba. À, còn lớn nhất là nhiêu? Nhỏ nhất rồi lớn nhất, lớn nhất là hai số cuối này nè, 2022 cộng 2023 đó là bằng nhiêu? 4045 đúng không? 4045 đó. Tức là ở đây tổng hai thẻ nó sẽ nằm trong khoảng là như thế nào nè, chúng ta sẽ suy ra ha. Tổng hai thẻ, à, tổng hai thẻ, à, là một số đúng không, nằm trong khoảng từ 3 đến, nằm học đừng ghi trong cái khoảng mà nằm, à, bạn ghi từ cái trong cái khoảng thì nó cũng người ta hiểu là lớn hơn 3 không được ha. Nằm, à, tức là tổng hai thẻ, à, là một số nằm trong cái đoạn là từ, à, nằm là thuộc thuộc ha. Tổng hai thẻ là một số, à, thuộc cái tập hợp như này, tức là 3 4 5, à, 4044 chẳng hạn, 4045 gì cho bạn dễ hiểu ha. Đó, tổng hai thẻ là một số thuộc cái tập đó đó, đồng ý chưa? Đấy. Tức là trường hợp ra ra tức là bạn hiểu không, cái trường hợp mà ra 4 giống như là 1 với 3 nè, trường hợp ra 5 giống như là 2 với 4 nè, luôn luôn nó luôn luôn có một cái liên tiếp như thế này luôn. Tức là bạn hiểu không, những cái số này nó liên tiếp với nhau thì chắc chắn là những cái số này nó cũng phải liên tiếp với nhau luôn, nó không thiếu số nào, cũng không bị trùng nữa, đúng không? À, xin lỗi, trùng thì có nha. Trùng thì có, tức là sao, ví dụ trường hợp này
bạn này rút 1, bạn kia rút 4 là tổng là 5, hoặc là bạn này rút 2, bạn kia rút 3 thì tổng nó vẫn là 5. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ phủ hết cái này. Được chưa? Nó sẽ phủ hết cái này. Phủ hết cái này. À, tức là nó sẽ nằm trong đó thôi. Đó, nó nằm trong cái khoảng này thôi. Nhưng cái tổng là luôn luôn có quyền trùng. Nhưng chắc chắn cái tổng nhỏ nhất là 3 và lớn nhất cũng 5, và nó luôn luôn tồn tại những cái bộ nằm giữa đây. Đầy đủ luôn, liên tiếp nha. Và có thể là 5 nó xuất hiện nhiều lần. Được chưa? Đấy. Ví dụ nhiều lần là sao? Có thể là tổng hai thẻ nó xuất hiện ra số 5, là nhiều bộ khác nhau thỏa mãn, ví dụ vậy thôi ha. Đó, nói cho bạn dễ hiểu vậy đó. Rồi, hiểu hiểu ra chưa? Không hiểu là không được bài này đâu nha. Rồi. Như vậy từ đây tới đây là có bao nhiêu số là mình học nha. Từ nè, 3 4 5 4 0 4 4 đến 4 0 4 5 có bao nhiêu số hạng là hồi đó học cái tiểu học biết rồi. À, học lớp 6 biết rồi, lấy số lớn nè. Trừ số bé là số 3, là chia khoảng cách cộng 1, nhớ không? Công thức đó. Số số hạng, nhớ không? Thức số số hạng đó không? Là số lớn, nhớ nha. Số số hạng là bằng là số lớn trừ số bé, đúng không? Tất cả chia cho khoảng cách giữa hai số lớn và số bé đó cộng thêm 1, đó là công thức luôn, là 4045 trừ cho này là 4042, còn chia cho 1 42, còn 1 là 43, 4043 số, đúng không? À, từ đó thì có 4043 số. Nhưng mà nó nói là chỉ có những cái số mà nó kêu là rút ra được mảnh thẻ, đúng không? Thật ra cái này bạn hiểu không? Thật ra cái này thì nó chỉ xuất hiện có một lần thôi, chứ mình không tính được hai lần. Ví dụ số 5 nha. Tại vì hai người này chỉ rút ra được một lần thôi, chứ không có rút được nhiều lần. Cho nên mình hiểu là những khả năng khác nhau xảy ra của nó là nó phải chỉ có một lần xuất hiện thôi. Được chưa? Đó, một là rơi vô những này thôi, chứ không thể nào rơi vô trùng lặp. Cho nên ở đây mình hiểu là nó xuất hiện một lần thôi. Tức là khả năng mà hai bạn này rút ra thì người ta đếm được những cái lần nó khác nhau, ví dụ vậy ha. À, tức là nó sẽ có 4043, được không? Đấy. Từ 4043 nha. À, số hạng đó, hiểu không? Nhưng mà nó yêu cầu là gì? Tổng của con này nè, nó phải nhỏ hơn 2021. Muốn nhỏ hơn 2021 là phải từ 3 cho đến 2020. Đồng ý không? Từ 3 đến 2020. Đó, có là từ 3, 4, 5 đến 2020. Nha. Hiểu này không? Thì tổng hai số là nó thuộc cái bộ này. Cho nên có lấy số lớn nè, 2020 trừ số bé là 3, chia khoảng cách cộng 1 là 2020. Mình hình dung được không? Trừ 3 là 2017, chia cho 1 là 2017 cộng 1 là 2018. Đồng ý ha. Đấy. Đây nè, mình hình dung được không? Từ 3 cho đến 2020. Ừ. Rút được bao nhiêu tấm thẻ mà tổng hai số có bao nhiêu khả năng để xảy ra rút được. Rồi. Rồi, tức là mình hiểu là sao? Hai số nhỏ hơn 2021. Được ha. Là mình phải lấy là từ 3 cho đến 2020 thôi. Nó mới nhỏ hơn được. Đúng chưa? Đấy. Như vậy là lấy 2020 nè. Đó, mình trừ cho cái này nè. Đấy. Trừ cho 3 là 2017. Chia cho 1 cộng là 2018. Được chưa? Đúng hẹn. Hiểu hiểu cái này ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ghi cái dòng này là để cho em hiểu thôi. Là sau này để nữa như nó có hỏi là có bao nhiêu, tức là nó hỏi là có bao nhiêu khả năng xảy ra, hiểu không? Khi tổng hai tấm thẻ trên hai bạn thì bạn phải nói là 4043. Cái dòng này không cần. Còn từ nhỏ hơn 2021 thì chỉ có 2018. À, đó, tức là 2018 khả năng. Cái dòng này thì ghi thừa đó. Rồi, các em có thể bỏ dòng đó cũng được. Dòng này nè.
Rồi, để nữa mình biết cách nha. Vậy cái bài này nó hiện như thầy là phải cho ngược lại. Ngược lại là sao thầy? Lớn hơn 2021. Được chưa? Đó, để mình sẽ gài bẫy là mình lấy cái cuối cùng này nè. Đúng không? Tức là từ 2022 đến 2045 là mình tính cái giữa giữa gì nó mới hay. Còn cái bài này nó cũng là cũng bình thường thôi. À, nó cho gì là cũng được rồi. Nếu biết cái này là biết cái kia. Được chưa? Rồi, vậy số khả năng xảy ra là 2018 khả năng. À, hiểu ha? Rồi, để chúng ta biết bài này nha. Bài này khó đấy, không có dễ ăn nha. Chua đấy. 2018 khả năng. Được chưa? Chua nha. Khai triển nhị thức, hãy khai triển nhị thức là thành đa thức và tìm hệ số của số hạng này. Ô, cái này dễ quá, đúng không? Thì chúng ta dùng cái công thức mũ năm. X đóng vai trò là A đó, Y đóng vai trò là B đó, mũ năm, C năm chọc không, A mũ năm là 2X mũ năm, rồi C năm chọc một, 2X mũ bốn, y mũ 1 đúng không? Rồi C5 chọc 2. 2x mũ 3 y bình. C5 chọc 3. 2x mũ 2 y mũ 3. C5 chọc 4. 2x mũ C5 chọc 4 2x thôi. Y mũ 4. Rồi C5 chọc 5 y mũ 5. Thấy không? Rồi tới đây mấy bạn hiểu là C5 chọc không là 1 á, còn 2x mũ 5, 2 mũ 5 là 32 x mũ 5. Rồi C5 chọc 1 có thức luôn là 5 luôn á, nó để số 5 thấy chưa. Rồi 2 mũ 4 là 16 x mũ 4 thì C5 chọc 2 là bằng 10 đó, nó ghi thẳng thấy không? Trong sách giáo khoa ghi luôn 2 mũ họ không bấm máy đâu, bấm máy C5 chọc 2 là nó bằng 10. Rồi 2x tất cả mũ 3 là 8x mũ 3 y bình. C5 chọc 3 cũng bằng 10 luôn. 2x bình phương là 4x bình. Y mũ 3. C5 chọc 4 là bằng 5. 2x. Y mũ 4. C5 chọc 5 bằng 1. Phải ghi. Ghi y mũ 5. Rồi. Nhân lại 32x mũ 5. 5 nhân cho 16 là 80 luôn. Cho nó nhanh ha. 5, 6, 30. Hiểu không? X mũ 4. Y. 10 x 8 là 80. X mũ 3. Y mũ 2. 10 x 4 là 40. X bình. Y mũ 3. 5 x 2 là 10, x y mũ 4. Rồi, chúng ta hiểu là như thế nào. Nó kêu là khai triển rồi xong rồi đó và tìm hệ số x mũ 2 y mũ 3. X mũ 2 y mũ 3 là hệ số nó là 40. Tính trước á. Có dấu trừ thì ghi dấu trừ, còn không có dấu trừ ghi dấu cộng ha. Hệ số của x mũ 2 y mũ 3 là 40, giống như lớp 8 vậy thôi. Biến trước đa thức. Hệ số đứng trước một cái biến chưa. Rồi con này dễ không khó. À, hình học như vậy chứ nó nhẹ, bạn học bạn thấy nó dễ hiểu lắm đó, bạn thấy không? Cái đề này bạn nghĩ ra ra là bạn lên đường liền, đảm bảo luôn, không có đường nào làm được nếu mà không trải nghiệm đố mà làm được. Cho nên thầy cô trên trường nói dễ 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 hay là bất kỳ một giáo viên nào mà nói dễ là thầy thấy không hợp lệ, phải nói dùng cái từ là rất khó chứ không phải là khó, tức là nó mang cái độ tư duy cao lắm á, vận dụng rất nhiều kỹ năng mới làm được, bạn không trải nghiệm nhiều thì bạn sẽ khó mà làm được nha. Rồi xưa là tôi dạy có thằng Thắng, nó học ở trường Trần Phú Quang Minh, duy nhất nó là đạt được toán 10 điểm trong cái lớp, nó là ngay cái năm lớp 11 nó không ai đạt được 10 điểm. Cái hàng mà thi tuyển sinh lớp 10 bạn biết là đó. Thi tuyển sinh vô lớp 10 là nó thi toán 10 điểm luôn, mình nó học chung lớp Thắng, mà cuối cùng đi thi cái năm đó là thi học kỳ không đạt được 10 điểm của lớp 11, là mấy bạn biết là đầu năm tới cuối năm nó 10 hết mà học kỳ 2 nó không được 10 là nó bị gãy câu đó, cái câu liên quan tới cái dạng đó, không phải dễ ăn đâu nha. Đấy, mà thắng nó được 10 cũng là cái đó là cũng là một cái năm mà tôi thành công nữa. Nếu mấy bạn đã biết tôi từ lâu thì mấy bạn cũng biết rồi đúng không, còn có bạn nào mà không biết thì không biết, của bạn thắng đó thôi.
giờ cũng đậu bách khoa ha. Rồi trong mặt phẳng OT cho tam giác ABC tìm tọa độ đánh D để ABCD là hình bình hành. Cái này quen quá. Thì chúng ta cũng phải nên vẽ một cái hình ra. Đó, để chúng ta nhìn vô cái hình để chúng ta làm nó sẽ dễ hơn. À. B. Thắng thì sau này có đứa em nó cũng đang học thầy lớp 8. Không có giỏi bằng. Chung là học được thôi. Học cũng cũng khá thôi. Chứ không có nhìn nó không có sâu sắc bằng Thắng. Rồi, ABCD. Thì mình dùng hai vectơ AD bằng BC là hay nhất. Được chưa? Đó. Hai vectơ đó bằng nhau để mình giải ra. Cái này dễ ha. Rồi. Nói chung là hình là dễ. Nó là hình là nó đơn giản hơn so với mấy kia. Cấp 2 thì hình nó khó. Nhưng mà cấp 3 là thầy thấy là nó dễ hơn đấy. Tức là nói chung là mặt bằng chung nó dễ hơn. Nhưng mà mấy khi đã cho khó thì cũng rất là khó thôi. Chứ không phải là dễ. Nhưng mà nhìn chung những cái đề thi mà mình sẽ va chạm trong cái đại học luôn á, đổ lại thì nó dễ hơn. Đại, nha. Rồi, đầu tiên đúng cha là mình phải gọi, đúng không? Làm theo chuẩn á, nhiều giáo viên thì người ta cũng không có gọi, người ta mặc định luôn cũng được. Rồi, thầy gọi cho nó đúng bài bản. Rồi, XD trừ cho XA, trừ với trừ hình cộng 5. ID trừ cho 6, đúng không? Rồi, AD bằng là BC. Thường thầy chọn cái bộ này hai vectơ nào cũng được miễn bằng nhau được nha, không nhất thiết là chọn hai cái đó AB với DC cũng được, nhưng mà chọn kiểu này là dễ nhìn nhất đó. C trừ B lấy 4 trừ cho trừ 4 hay cộng 4 là hình 8, 3 trừ cho trừ 1 cộng 1 là bằng 4. À, nó có là gì? ABCD là hình bình hành suy ra AD bằng BC, đúng không? Mình đừng nên dùng cái dấu tương đương, chỉ tương đương khi có dấu bằng xảy ra, như gì tương đương được có dấu bằng. Đó. Mình mới dùng đầu bằng đầu, đuôi bằng đuôi, nghe này quen quá ha. Đấy. Tức là XD cộng 5 bằng 8, YD trừ 6 bằng 4. Rồi, các bạn sẽ giải ra XD, YD. XD đây bằng lấy 8, trừ 5 là bằng 3, ID đây là lấy 4 cộng 6 là bằng 10. Rồi, D là 30. Rồi, sau đó mấy bạn sẽ qua câu B. B nó kêu là tìm trực tâm của tam giác ABC. Quá dễ. Trực tâm là giao điểm có ba đường cao đúng không? Mình chỉ cần hai đường cao là được rồi. À, không cần ba đâu, các bạn biết rồi đúng không? Cái này quá quen. Đấy, vậy vẽ là vẽ tượng trưng thôi. À, tượng trưng thôi. Vuông cái này bây giờ mình để gì cũng được không sao. Thì trực tâm có thể nằm ngoài. Nha. Như vậy thì dịch chuyển cái hình lên cho mấy bạn dễ nhìn tí. Cái hình bình hành. Chuyển lên cho nó vuông gì đi. À. Rồi, cho bạn dễ nhìn. Tại vì bạn vẽ ngoài nó cũng được thôi. Tại vì vẽ gì cho nó bạn dễ nhìn. H là trực tâm thì mình dùng hai cái phương trình là ra. Đúng không? Cái phương trình thứ nhất là AH vuông với BC. Phương trình thứ hai là CH nó vuông với AB. Rồi bấm máy xong là ra. Dễ đúng không? Thì nói chung là dựa trên hình học, các bạn học các bạn thấy nhẹ nhàng khó, nó dễ, nó được, nó là sao, nó quen thuộc với mình, tức là mình không có thấy nó lạ. Còn mấy cái kia sao thấy kỳ quá, tự nhiên nó cho cái gì khó chịu quá đúng không, sao mà biết được mấy cái đó đâu, thì chỉ làm mới biết được thôi, sao mà biết được trong thời gian ngắn 90 phút mấy em sao đủ khả năng để mấy em tư duy ra được cái đó, nếu chưa từng từng trải nghiệm là thua đó bạn.
thất bại nhé. Gọi H là ít H, yêu H đó là trực tâm đấy, hiểu không? À, thì ta có nè, chúng ta dùng CH vuông với AB. À, nhưng mà người thông minh ta lấy HC chứ đừng lấy C, không HC cho phải. HC tại vì chữ C nó sẽ đẹp hơn là CH, tùy bạn thôi, bạn lấy CH cũng đúng, Victor đấy này cũng được nha, nhưng mà thầy lại chọn HC. Chưa, HC và thường là trong trường quen là CH, rồi làm CH luôn đi, rồi CH nha, lấy ít H, CH cái nào CH đi, rồi cho nó giống như không, CH cũng được, cũng sao, rồi trừ 4. Đúng ra đặt AB đứng đầu, đặt đứng đầu nó hay hơn nha. Thì nó nhầm nãy là AB phải đứng đầu chứ không phải là CH đứng đầu. IH CH là đúng rồi chứ đừng đặt HC, xin lỗi, nhưng mà cái AB phải đứng đầu nó mới hay, được chưa? CH lấy H trừ cho C đó. Còn cái này nè, bạn phải đặt AB đứng đầu để nhân hòm lấy số, nhân với ẩn nó hay hơn, đúng không? Đó, lấy B trừ cho A, B là ít B là trừ 4, trừ cho trừ 5 thành là cộng 5. À, là, ừ, đúng rồi, trừ 4, trừ cộng 5 là bằng 1, 1. Và trừ 1, trừ 6 là thành trừ 7. Đúng không? À, rồi, đó là một cái bộ. Được chưa? Tiếp theo, mình dùng cái bộ tiếp theo. Đó là AH với BC. Lấy BC trước đi. BC là lấy XC trừ XB, 4 trừ cho 4 là ra 8, 3 trừ trừ 1 thành cộng 1 là ra 4. Cái vector này bạn không được, bạn không không được phép rút gọn nha. Vector chỉ phương pháp tiến được, còn vector này rút gọn là sai đấy. Rồi AH mình sẽ lấy XH trừ XA, XH trừ cho trừ 5 thành cộng 5, IH trừ cho IA là 6. Rồi chúng ta mới dùng gì nè, ta có H là trực tâm đúng không, trực tâm tam giác ABC. À, ABC cho nên suy ra được, suy ra là AH. Nếu mình dùng cái hệ như thế này thì cũng được đó chứ không phải là sai đâu, thôi tự nhiên hệ AH nó vuông góc với làm gì AB đi, nó vuông góc với CH và AC. À, BC nó sẽ vuông góc với AH, đúng không? Cho nên suy ra hai vectơ nhân nhau sẽ bằng không, nhân CH bằng không. Nói chung là tôi thích cái gì nó chuẩn mà, chứ có nhiều cái tôi thấy nó không có định nghĩa mà nó cho dùng chữ và chính giữa nha, như chữ và để mình đưa vô cái hệ, tức là những cái là giống như chúng ta viết là chúng ta thấy nó kỳ kỳ lắm, đúng không, chúng ta không thấy nó định nghĩa ra mà nó dùng luôn thì chấp nhận đi. Tức là thường là thích cái gì nó theo một cái khuôn khổ, nó có đàng hoàng mình dùng, mình dùng cái kiểu gọi là chỉ biết thôi chứ không hiểu là cũng được. Rồi ở đây mình nhân nha, tức là ở đây mình sẽ nhân lại đúng không, thay vì mình đưa vô cái hệ được không. À, cái này đứng đã là đưa cái hệ ra, từ đưa vô cho nha. Nha rồi các bạn sẽ lấy là một nhân cho xh trừ 4 rồi trừ cộng cho trừ 7 đấy, không đây như công thức nha, nhân cho xh trừ cho 3 rồi đây lấy 8 nhân xh cộng 5 cộng cho 4 nhân cho xh trừ 6 đúng không? Rồi, đây mình nhân nhân vô. Được chưa? Rồi, chuyển vế qua luôn, làm bước hai bước lượt luôn nhanh nhanh nha bạn. Đây là xh trừ 7 y h. Rồi, đây là trừ 4, cái kia là 21. 21 mình trừ cho 4 là ra 17. 17 chuyển qua hình trừ 17. Còn đây là 8 xh cộng 4 y h. Ở đây là 40, 8, 5, 40, 40 trừ cho 24, 24 là 16, chúng ta trừ 16 đúng không? Có kiểu mà phải coi một khi bị sai nữa nhỉ? Nhẩm sai là sai hết. Rồi, chúng ta chỉ bấm máy ra là xong.
mod 9 1 2 1 bằng trừ 7 bằng trừ 17 8 4 trừ 16 ra trừ 3 với 2. Rồi thì mình sẽ ra được điểm H nha, là trừ 3 2. Rồi xong. Đó là tìm tọa độ điểm H. Đó là hoàn thành được cái bài 15. Rồi đi vào bài cuối cùng, bài 16. Dễ không? Cái hình đâu khó đâu đúng không? Nhẹ nhàng. À, thấy nãy cái bài đó thấy chua không? Cho rất là trừu tượng, rất là khó chịu. Có cái gì đó mà mình chưa bao giờ gặp trong cuộc đời mình. Đấy, chưa bao giờ thấy. Nói ra rồi mình mới biết lần đầu tiên nó là như vậy. Đó. Rồi, viết phương trình tham số đường thẳng AB. Mình đến cho ABC, phương trình tham số thì dễ rồi. Cái bài này thì khỏi vẽ hình nha. Tại vì câu này quá đơn giản, thì làm luôn. Còn cái câu mà nó phức tạp hơn tí thì vẽ hình. Và cái đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là đúng đấy luôn, nó kêu tham số là mình dùng vectơ chỉ phương à, là AB à, tức là đường thẳng AB luôn ha, đi qua luôn, đi qua điểm nào mình thích là điểm A đi ha, A với B đều đẹp, A đi B cũng đẹp đó, thấy A ha, cho nó quen, A đứng trước à, và có vectơ chỉ phương là U à, cái vectơ là nó hiệu là chữ U à, mình đặt chữ AB hoặc là U1, U2 gì cũng được ha. U AB đi, có một mình đó thì không cần đặt 1, 2 bằng 9 với tờ AB, lấy B trừ cho A là 0 trừ cho trừ 6 là thành 6, trừ 1 trừ cho 3 đúng không, trừ 1 trừ thêm 3 nữa là trừ 4, để như vậy không đẹp, thêm 2 ra còn lại là 3 trừ 2, cho mình ghi cái từ là 2 2 ha, chứ không có tương đương được đó nha. U bằng 3 với trừ 2 đó. Rồi. Hai chọn, hai gì chỉ chọn đi. Rồi. Được hết chọn vậy, suy ra phương trình tham số. Phương trình tham số nãy mình học rồi đúng không? Phương trình tham số của đường thẳng AB. À, x bằng xa, xa tức là trừ 6 đó, cộng cho u1, u1 mình là 3 t, y bằng ia là 3 cộng cho u2 là trừ 2 t, t thuộc r, rồi là xong câu a. Tới câu b, mai là mình giải đề chuyên nha. B là như nào? Viết phương trình đường thẳng D đi qua C vuông góc AB. Bài này khỏi vẽ hình luôn chưa rồi, mau vẽ đi. Rồi, bài này cũng cũng nói chung là cũng hơi khó hơn một tí. Cho nên thầy vẽ ha. Bài nào quá đơn giản, không cần vẽ như chứng minh trung điểm rồi này nọ, trọng tâm là tìm nó vẽ làm chi cho nó tốn thời gian. Rồi những bài như này thì cũng tương đối là hơi khó cho mình tí, thì sẽ vẽ ra. Rồi A là trừ 6 3, B là 0 trừ 1, đấy. À, đường thẳng D đi qua điểm C, vẽ đại điểm C đâu đi ha, chứ giờ biết nó đâu giờ, vẽ thí gì đó. Tức là vẽ tượng trưng mà, chưa rồi đường thẳng D nó đi qua điểm C, C đây vô điểm C nè, C là 32 và vuông góc với đường thẳng AB. Rồi, đó, mình dễ không? Nó là đơn giản, nó kêu viết phương trình đường thẳng, nó không nói gì,
không nói gì thì mấy bạn sẽ làm dạng tổng quát, không làm tham số, cũng không làm chính tắc, đúng không? Chính tắc thì chưa bao giờ gặp đúng không, thì khi gặp thì làm, nó không hỏi thôi, thì đường thẳng D nó đi qua một điểm có rồi, chỉ cần dùng vectơ pháp tuyến là được, đúng không? Đường thẳng D vuông góc với đường thẳng AB, nên đường thẳng D có vectơ pháp tuyến tuyến ha là n nd à, nó bằng vectơ ab à. À, được chưa, vectơ ab nãy mình tính ra rồi chưa, đây chưa nè, có luôn nè. À, mình hay mình chọn ND à, bằng 3 với trừ 2. Okay. Chọn cái kia cũng được. Có nhiều người ghi kia cũng được. Để cái phương trình mà dạng nó không có rút gọn lại cho nó đẹp thì không hay đâu. Chứ không có sai. Đúng không bạn? Rồi cho nên suy ra phương trình. Nó không nói phương, nó chỉ nói là phương trình đường thẳng thì mình nói phương trình đường thẳng thôi. Chứ không cần nói chỉ tổng quát cũng được ha. D. Nha. Đó là 3i. Phương trình đường thẳng D có dạng đi 3x trừ 2y cộng c bằng 0. Chừng nào mình kết luận mình hãy ghi bỏ từ có dạng. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có cái điểm là C 32 thuộc vô D. Vậy mình sẽ suy ra x mình thay bằng 3, y mình thay bằng 2, tức là 3 x 3 trừ 2 x 2 cộng c bằng 0. Thì đây là 33 là 9, 9 trừ cho 2, 9 trừ cho 4 là bằng 5. Chuyển qua là trừ 5. Rồi thì mình suy ra được đường thẳng D mình đó là à 3x trừ 2y trừ 5 bằng 0. Rồi là xong câu B. Còn lại câu C. Thì dự đoán 5 giờ mà 5 giờ 5 rồi. Trễ 10 phút. Câu này 5 phút nữa. Tại vì thầy làm cũng chậm đó, tốc độ từ từ giống em thấy, chứ là làm nhanh thì nó nhanh rồi, ta phải làm từ từ. Tìm điểm M trên đường thẳng D này, sao cho thằng này là nhỏ nhất, bạn thấy quen không? Bạn không chèn vô trọng tâm là thua rồi đó, hiểu không? Đó, cái này rất là quen nè, nào nhớ học kỳ 1 không? Mình dùng vectơ không tọa độ. M nó thuộc D đúng không? Là nó còn một ẵng thôi. Và mình dùng cái trọng tâm này nhỏ nhất khi nào? Thì mình hiểu rồi. Biện luận cái đó là xong. Nói chung là hay nha. Mình phải có kiến thức nền của cái này, không cần vẽ hình ra. Đây. Mình sẽ gọi G. Đó, G. XG. Nha. YG là trọng tâm tam giác ABC. Suy ra à, mình lấy cái đề xuống để mình làm. À, có 3 điểm ABC là C là XG. Tại sao mình phải làm gì, mình hiểu rồi chứ gì. XG là học kỳ 1 mình gặp cái này rồi à, bằng XA cộng XB cộng XC chia cho 3 là trừ 6 cộng 0 cộng 3 chia cho 3. Trừ 6 cộng 3 là trừ 3, chia cho 3 là trừ 1. YG IA cộng IB cộng IC chia cho 3. IA của chúng ta là 3, IB là trừ 1, IC là 2 chia cho 3. Thì đây là 5, trừ 1 là 4 phần 3. Hiểu không? Thì chúng ta sẽ là G của mình là trừ 1, 4 phần 3. Để đó, được chưa? Rồi, rồi, M. À, giờ ta gọi M là gì? XM, PM, thuộc D. Có người gọi ít y cũng được để mờ cho nó hay hơn, nhìn nó đúng hơn, nhìn nó trực quan hơn. Rồi đó, mình được một cái đúng không, mình sẽ rút y m ra. Ủa sao họ không để bấm máy này, bấm máy không được đâu, bởi vì cái này chúng ta không có giải giống như hai hệ bậc nhất được, chúng ta phải làm cho nó còn giảm ẩn lại, chúng ta rút y hoặc rút ít, thường là rút y đúng không, để mình xây ra m là x m cộng y m mình thay bằng 2 x m cộng 3 đó.
được chưa? Rồi sau đó mình sẽ tiểu thức này nhỏ nhất là mình sẽ chèn g vô, nhớ không? Học kỳ 1 mình học rồi, là ME tách thành là gì? MG, hiểu ha? Cộng cho GA. Rồi tiếp theo mình cũng làm tương tự vậy, MG GB, MG cộng GC. Thì đây là 3MG đúng không? Cộng cho GA cộng GB cộng GC là bằng gì, biết là đúng chưa? GA cộng GB cộng GC là bằng vectơ không, thì G là trọng tâm đó. À, người ta nên ghi lại cái này nè, ta có luôn, nên G là trọng tâm tam giác ABC, ta chúng ta suy ra GA cộng GB cộng GC bằng vectơ không, hay là tính chất trọng tâm của học kỳ 1 vừa kết hợp hình học vectơ và cái hình học tọa độ luôn, hiểu ha? Rồi đây hai vô A cộng B bằng vectơ không. Rồi vectơ không cộng gì, đúng không? Cũng bằng chính nó nha. Vậy là bằng 3 MG. Được chưa? Đó, 3 MG thì bằng 3 MG. Vì thằng này luôn luôn lớn bằng không, đúng chưa? À, luôn lớn bằng không. Tại vì đoạn cái này có thể nó bằng không khi nào bạn biết học khi nữa, m trùng với g là đoạn thẳng nó bằng không, được chưa? Thì suy ra min, min của thằng này là giá trị nhỏ nhất, tức là mình ghi này giá trị nhỏ nhất, thôi ghi chữ min đi cho nó nhanh nè, đã bằng không khi gì, khi mg bằng không, tức là tương đương với khi mg không, tức là em g m nó trùng với g, trùng với g, hiểu không? Ngày điểm đó nó trùng với nhau, trùng với g, tức là mình suy ra m thì có tọa độ là trừ 1 với 4 phần 3. Rồi vậy mình kết luận như vậy là cái này thừa bạn ơi, không cần bỏ này. Ô phan phan bảy 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 thỏa mãn cái mở thuật cái này không, thì làm gì phương pháp này sai rồi bạn, không được dùng phương pháp này. Nếu như đề này không cho được đường thẳng D thì mình mới làm được cái kiểu này, còn nó cho thuộc đường thẳng D là không được nha. Vì liệu thay cái này vô có thỏa hay không, không không được, làm cái này sai rồi. Trừ khi không cho thuộc đường thẳng D đó, tìm tọa độ điểm M để này nhỏ nhất thì chắc chắn M sẽ là như thế này. Nhưng mà bài này cho cái này làm cái này là thua, thất bại nha. Rồi, không được làm cái này. Chúng ta làm cái này nè, chúng ta thay vô luôn, thay vô vị thức này, được chưa? Đấy. Rồi, bằng MA đúng không? Lấy gì? A chữ M. A đây nè, ABC đây nè. A là trừ 6 nè, trừ cho x m. Hiểu này chưa? Đấy. Trừ 6 trừ chỉ m, tức là ma lấy a trừ cho m. Rồi tiếp theo là 3 trừ cho 2xm trừ cho 3, tức là lấy 3 là trừ cho cái cụm này, đúng không? Rồi mình rút gọn ra luôn cho nhanh nha, 3 trừ 3 là mất luôn, tức là chúng ta làm gọn ra thôi, cái đó là người ta hiểu làm gì nhé. Cộng bm lấy 0 trừ chỉ m là trừ xm, đúng không? Rồi lấy trừ 1 trừ 2xm trừ 3 nữa thì là trừ 2xm trừ 4. Rồi MC lấy C trừ cho M 3 trừ xm. Rồi lấy 2 trừ cho 2xm trừ 3 thì là trừ 2xm, 2 trừ cho 3 là trừ 1 đó. Bài này chúng ta sử dụng tọa độ cho nên nó cho thuộc nữa thì không có làm cách này, cái này là sai rồi. Rồi bạn sẽ lấy từ đầu cũng đầu cũng đầu này, đúng không? Đó. Tức là lấy cái đầu này rồi cộng cho trừ hình trừ luôn cho rồi ha, trừ ít m này, rồi cộng cho cái này, cái đuôi
đôi đây này rồi cộng cộng cho cái đống này hiểu không à. Rồi cộng cho cái đống này đó. Này để trong ngoặc nha. Rồi rút gọn lại nha. Trừ 3XM. Đúng không? Đấy, trừ 6 trừ cộng 3 là trừ 3. Rồi tiếp theo. Trừ 6XM. Đấy, trừ 4 trừ 1 là trừ 5. Thì cái này nó sẽ là căn bậc 2. Công thức ha, viết ha, mô đun của một vectơ bình phương trừ 6XM trừ 5 bình phương. Hai dấu trừ mình bỏ đi được chưa? Tức là mình lấy là 3XM thôi. Đem dấu trừ đặt ra bình phương. Cộng 6XM cộng 5 bình phương. Bài này bình phương ra luôn. 3XM là 9XM bình. Đúng chưa? Đấy, cộng 2 nhân 3 nhân 3. 2 nhân 3 là 6, 6 nhân 3 là 18 XM. Đấy. Rồi 3 bình là 9, còn này 6 bình là 36 XM bình. Nha. Rồi 2 nhân 6 nhân 5, 2 nhân 5 10, 2 10 nhân 6 là 60 XM. Cộng 5 bình là 25. Rồi, chúng ta rút gọn lại. 9 với 36 là 45 XM bình phương. Đúng không? 18 với 60 là 78 XM. Đấy, 9 với 25 là ra 34. Và chúng ta đã nhớ công thức bấm máy rồi đúng không? Tạo ra hai giá trị đó. Mod 9. Mình dùng mod 922 hiểu không? Mod 922 nha. 45 78 34. Nè, trừ 13 phần 15 dưới 1 phần 5. Rồi chúng ta nhớ công thức ha. Hồi đó chúng ta nhớ là biểu diễn khi mình bấm vô nghiệm á. Đó nha. Tức là AX bình. Cái này trong sách lớp 9, lớp 8 thì có nói luôn. Trong lý thuyết, nếu mà học thầy từ xưa giờ là biết chắc chắn mình sẽ biết cái này. Nè. X trừ chấm hỏi thứ nhất bình phương. Cộng cho chấm hỏi thứ hai. Để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất đó. Được chưa? Vậy đây A chính là 45 nha. Nhân XM trừ chấm hỏi thứ nhất bình phương cộng cái chấm hỏi thứ hai đó. Thì cái chấm hỏi thứ nhất nè, tức là mình hiểu là chấm hỏi thứ nhất nè đó. Là trừ 13 phần 15. Vậy trừ với trừ thành gì? Trừ với trừ thành cộng nha. Tức là mình ghi là trừ 13 phần 15 nữa thì vậy nó không đúng đó, ghi thành dấu cộng. À, cái chấm hỏi thứ hai nè, tức là 1 phần 5. Được chưa? Đó, mình biết rồi. Thì biết cái bình phương là lớn bằng 0, nhân 45 lớn bằng 0. Vậy lớn bằng 0, vậy này lớn bằng căn 0 cộng 1 phần 5. Đúng không? Vậy nó bằng là căn 5 chia 5. Căn của 1 5 là căn 5 chia 5. Đó, vậy cái dấu bằng xảy ra khi nào? Được chưa? Là khi cái bình phương nó bằng 0. Dấu bằng xảy ra khi XM 45, 45 đúng không? Nhưng mà khỏi ghi 45 cũng được bạn. Ghi 45 là bất công. Ghi cái ruột thôi. À, thích thì ghi 45 luôn cho nó đúng luôn được. XM cộng 13 bằng 15 bình phương bằng 0. Thì 45 chia 0 chia 45 0, bình phương bằng 0, cái ruột bằng 0 thôi. XM của mình là bằng gì? Trừ 13 phần 15. Đó, vậy bây giờ mình sẽ thay cho mình sẽ tìm M nè. Đó, trừ 13 phần 15. 2XM cộng 3. Đúng không? Cái tung của nó là 2XM cộng 3. Đó. Tức là 2 nhân trừ 13 phần 15. Cộng 3. Là bằng 19 phần 15. Rồi, vậy là xong đó nha. Vậy nó khác cái kia đúng không?
kia là khi là điểm cần tìm, cái kia mình tìm tọa độ điểm mà đó. Còn cái này là khi không có cho thuộc được hẳn mới dùng được nha, rồi tùy theo bài. Rồi là chúng ta hoàn thành đề này, khá là hay đúng chưa, bạn thấy nó hay hơn đề trước đúng không?